Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại với kênh YouTube Trang Trang TV. Và tôi là Hoàng Dôn. Bây giờ thì đang là 10 giờ, tức 10 giờ tối, tức là 22 giờ của ngày 31 tháng 10 năm 2021. Và xin chia sẻ với các bác hai cái thông tin nóng nóng thôi về câu chuyện drama. Có lẽ đây là cái điều mà ít các bác để ý, nhưng mà nhiều khi nó lại là cái sự thật, và sự thật cũng tương đối là cay đắng. Hôm nay thì tôi chia sẻ cho các bác hai cái thông tin thôi. Một là ngày hôm nay thì CEO Phương Hằng thì có cái buổi giao lưu gặp gỡ tại Đại Nam và đã được thông báo trước. Chính vì thế mà mặc dù đến sớm trước, mặc dù trời mưa, nhưng mà khán giả và CEO Phương Hằng vẫn ở Đại Nam rất là lâu. Và chúng ta thử nhìn gì qua cái sự việc này nha các bác. Đây là các bác có thể nhìn thấy quang cảnh ở Đại Nam. Báo cáo với các bác và mọi người thì đây là quang cảnh của Đại Nam này. Báo cáo với các bác và mọi người, khi chúng ta nhìn vào cái bài báo này thì chúng ta có thể thấy rằng là kênh 14 là một cái tờ trang tin tức về giải trí và có rất nhiều những câu chuyện drama liên quan tới các nghệ sĩ. Và đây cũng chính là cái tờ mà Đàm Vĩnh Hưng cũng đã dọa kiện ở trong một cái livestream chửi tục chửi bậy mà các bác có thể thấy rằng rất nổi tiếng trong cái thời gian trước. Và đặc biệt đây cũng là cái tờ báo mà Trấn Thành sau cái phim Bố Già thì cũng livestream và chỉ đích danh cái tờ kênh 14 này là cái tờ mà cắt cúp cái bài phỏng vấn của anh ấy, của anh ta, và ở đây đúng không? Cho nên không có gì lạ là tờ báo kênh 14 này là cái tờ mà đi theo và rất là ok, có một cái rất là thiện cảm với cả CEO Phương Hằng. Chúng ta có thể nhìn thấy như thế này, rất nhiều cái bài viết cập nhật ở trên mấy cái tờ, ví dụ như là kênh 14 hay là Soha cùng một công ty là VCCOR, chỗ anh Tân mà gọi là Tân Chửa đấy. Các bạn nào nào làm công nghệ thì không thể là không biết Tân Chửa được, đúng không ạ? Thì ở đây này, các bạn có thể thấy rằng này, bà chủ Đại Nam vẫn miệt mài chia sẻ mặc kệ trời khắp đổ mưa và nhiều người hoảng hốt tìm đường tháo chạy trước khi ướt nhẹp. Và đây mô tả cái sự việc livestream. Và theo ở đây thì các bác có thể thấy rằng là theo mô tả thì tới hàng trăm, hàng nghìn người đã chờ đợi để gặp CEO Phương Hằng. Đấy, các bác thấy không? Hàng trăm, hàng nghìn người nha. Đó. Mặc dù là góc chụp thì đã chọn rất kỹ, nhưng mà có thể thấy rằng là số lượng vẫn rất là đông, rất là đông, rất là đông. Nha. Đông đông chưa từng thấy này các bác này. Đông lắm. Đó. Mặc dù đại dịch nhưng vẫn rất là đông. Các bác thấy không? Đó. Và đây là CEO của chúng ta phát biểu ở trên một khu vực có mái che và vẫn chuẩn bị livestream với rất nhiều cái điện thoại. Các bác thấy đông chưa? Đó. CEO Phương Hằng như một diễn giả để mà nói chuyện chia sẻ trực tiếp với mọi người nha. Đó. Các bác thấy không? Đó. Đây là cái mà tôi muốn chia sẻ với các bác, đơn giản thế thôi. Đấy, các bác có thể nhìn rất nhiều hình ảnh ở đây để cho thấy rằng là cái mức độ đông đúc của cái buổi mà cái mức độ hot của CEO Phương Hằng như thế nào. Nha các bác nhìn kỹ, các bác sẽ thấy được mức độ hot của CEO Phương Hằng như thế nào nhé. Đấy là cái thứ nhất. Thông tin thứ hai mà tôi muốn chia sẻ với các bác rằng là câu chuyện hot giữa Bùi Thanh Quỳnh Như và CEO Phương Hằng vẫn tiếp tục rất là nóng. Xin chia sẻ thế này. CEO Phương Hằng có thể thắng ở trên nhiều nền tảng, nhưng mà trên trang YouTube thì chắc rằng là trên nền tảng YouTube thì chắc chắn rằng CEO Phương Hằng thua trắng, vẫy cờ trắng đối với cả Bùi Thanh Quỳnh Như. Để nói rằng là cái nền tảng YouTube nó sẽ rất là khác với cả cái nền tảng TikTok. Chia sẻ với các bác luôn để các bác có thể nhìn thấy nhé. Chúng ta sẽ thấy rằng đây là trang Facebook, là trang YouTube chính thức của CEO Phương Hằng. Tại sao phải lấy trang này là trang chính thức? Bởi vì đây là một cái trang mà CEO Phương Hằng đã quảng bá rất là nhiều. Đó, rồi quảng bá rất là nhiều. Các bác có thể thấy, hầu hết kể cả những cái buổi livestream chính thức thì đều được phát ở trên kênh này hết. Và đây là trang Facebook mà đã tham gia từ ngày 19 tháng 6. Các bác nhìn này, 19 tháng 6 năm 2021, và đạt được 5,9 triệu lượt xem. Rất cụ thể. Đây là trang chính thức của CEO Phương Hằng. Các bác,
Và những cái clip cẩn thận bên cạnh thì các bác có thể thấy rằng là ở đây các bác nên nhớ là lượt view, tức là lượt xem á, chứ không phải là lượt người ghé thăm. Một người có thể ghé thăm 10 lần thì người ta tính là 10 lượt view, nghĩa là tắt đi bật lại vân vân thì người ta tính là 10 lần. Còn ở đây là lượt xem, là tính tổng tất cả cái thứ đó, là lượt xem á. Thì chủ yếu rằng là 144.000 lượt xem này, 102.000 lượt xem này, 220.000 lượt xem này, 167 này, 232 vân vân. Thậm chí có những clip mà chỉ có 23.000 lượt xem thôi. Ví dụ clip này hay là 53.000 lượt xem ở chỗ này. Đó. Các bác có thể nhìn thấy cái điều đó. Thế nhưng mà có gì thú vị ở đây thì xin chia sẻ với các bác. Thật sự chúng ta nhìn vào số liệu, chúng ta nhìn vào số liệu. Ở đây chúng ta có thể chuyển sang kênh YouTube của Bùi Thanh Quỳnh Như, tức là luật sư quốc tế Quỳnh Như, để các bác có thể thấy rằng đây là kênh YouTube của luật sư quốc tế Quỳnh Như. Và ở đây các bác có thể thấy rằng là thứ nhất là cái quãng thời gian tham gia là muộn hơn 4 tháng, hơn 4 tháng, tức là ngày mùng 1 tháng 10 năm 2021, nghĩa là cách đây khoảng tầm có mấy tháng, nghĩa là bao nhiêu nhỉ? Các bác thử tính giúp tôi xem là hôm nay là 31 tháng 10, tức là khoảng chưa đầy 1 tháng nha các bác. Nhưng mà đã đạt được tới 9,6 triệu lượt xem. Nghĩa rằng là gần gấp đôi CEO Phương Hằng. Gần gấp đôi CEO Phương Hằng, mặc dù là số lượng thời gian thì không đáng kể. Và nó cũng cụ thể ở từng cái video clip, các bác thể thấy rằng này. Thậm chí rằng là 157.000, 202.000, 242.000 lượt xem. Để thấy rằng là cái mức độ hot của Bùi Thanh Quỳnh Như là ăn đứt CEO Phương Hằng. Đó là sự thật nếu chúng ta so sánh với nhau, đúng không ạ? Ít nhất là trên nền tảng YouTube nha các bác. Đó, trên nền tảng YouTube. Còn trên nền tảng TikTok thì đương nhiên là lượt view là cái lượt quan trọng. Bởi vì rằng người ta xem các bác tưởng tượng này, mỗi nền tảng thì nó sẽ có một cái đặc trưng riêng. Với những người làm marketing và truyền thông thì sẽ có một cái đặc trưng riêng. Những người mà có tuổi hoặc là có một ít nhất là có một chút kiến thức hay thế nào đó thì người ta sẽ chọn cái nền tảng YouTube, và chính vì thế cái mức độ kiên nhẫn của người ta là xem nó dài hơn. Thường thường ví dụ như là một cái video clip dài khoảng tầm 10 phút thì người ta sẽ xem được khoảng 5 phút đến 6 phút. Đó. Đấy là ít nhất. Hoặc là muộn ngắn hơn thì cũng chỉ là 3 phút, 4 phút. Tôi lấy ví dụ thế. Chán lắm thì 3 phút, 4 phút. Kiểu đấy. Nhưng còn TikTok thì đó là thiên đường cho những video clip dưới 30 giây. Chính vì thế trong các buổi livestream hay gì đó thì số lượng lượt view của TikTok thì nhiều hơn đứt so với cả là bên này. Nhưng để vào mức độ thời lượng xem, lượt view thì nhiều hơn nhưng thời lượng xem thì báo cáo với các bác rằng là nó thấp hơn. Bởi vì cái đối tượng của bên phía TikTok là đối tượng trẻ hơn, chủ yếu là thanh niên, chủ yếu là thiếu niên, đa phần là phụ nữ. Các anh đàn ông lên đấy là chủ yếu là ngắm các em sexy, các em mà nhảy những cái điệu nhảy vân vân, mang tính thời thượng, thì đó là các anh đàn ông. Còn phụ nữ thì xem nhiều cái thứ khác, nhưng mà đa phần thì cái thời lượng xem rất là ngắn, cho nên thiên đường của TikTok là những cái video khoảng từ tầm dưới 1 phút, thì mức độ của họ là kiên nhẫn chỉ có thế thôi. Độ tuổi càng thấp thì mức độ kiên nhẫn để mà xem thì nó càng ngắn. Nôm na với các bác là như vậy. Còn TikTok, còn YouTube thì nó là thiên đường của trẻ con, nghĩa là những cái trẻ con mà dưới khoảng tầm mười mấy tuổi, cộng với cả là những người mà trên 35 tuổi, 30 tuổi thì là những cái người mà thanh niên, người ta xem nhiều hơn. Anh nhà trung niên trở nên thì người ta xem nhiều hơn. Thế vậy là các bác có thể thấy rằng là nếu mà chỉ tính tính tổng thì có thể là Quỳnh Như thua, bởi vì rằng YouTube, TikTok thì siêu Phương Hằng rất là nhiều. Nhưng kênh YouTube thì kênh này đâu có mất đâu. Kênh Đại Nam thì cũng chỉ là cái kênh ngay từ đầu, nhưng mà tính ra thì nếu mà sòng phẳng mà so găng với nhau từ cái lúc lập kênh thì chắc chắn, mà lập kênh kiểu cá nhân ấy, thì là Bùi Thanh Quỳnh Như là cái mức độ hot là ăn đứt siêu Phương Hằng ở trên nền tảng YouTube. Cụ thể rõ ràng như thế phải dính chữ YouTube vào đấy, chứ không nói là độ hot chung thì dở ngay. Thế nên người ta gọi TikToker hay là YouTuber là vì thế. Có người chỉ chơi ở trên TikTok thôi, có những người chỉ chơi ở trên YouTube thôi. Ví dụ thế. Tôi chỉ chơi trên YouTube thôi, Facebook với cả TikTok tôi không có chơi. Mặc dù rằng là nhiều trang fake ở trên đây lắm, nhưng mà tôi không có chơi ở trên hai cái nền tảng đó nha. Cả trên Facebook, cả trên TikTok. Còn ít nhất là Bùi Thanh Quỳnh Như là cũng chiến thắng được. Chứ còn nếu mà so với cái thời điểm mà so sánh 31 ngày đầu tiên, các chỉ số như 31 ngày đầu tiên, 1 tháng đầu tiên thì lại càng ăn đứt gấp mười mấy lần.
Rồi nếu mà tính theo cả cái chia trung bình cho số ngày thì càng ăn đứt nữa. Tóm lại là tính các chỉ số thì Diêu Phương Hằng là gần như là thua toàn diện với cả Bùi Thanh Quỳnh Nhi. Các bác có thể nhìn thấy rất là rõ ràng. Cho nên đây cũng chỉ là một cái clip vui thôi để các bác có thể nhìn thấy rằng là cộng đồng, đặc biệt là cộng đồng YouTube, là người ta cũng đang nhìn nhận khác về cái điều này đó. Đó. Ít nhất là một cái điều tích cực là tôi thấy rằng là dù sao em Bùi Thanh Quỳnh Như luật sư quốc tế cũng không nói tục chửi bậy, mặc dù là nhiều khi cũng lươn khưa lắm nhưng mà cũng không nói tục chửi bậy, thì như vậy cũng là một cái điểm sáng hơn đứt những người mà suốt ngày là nói tục chửi bậy trên mạng, đúng không các bác? Đó, như là mấy anh khác. Tôi điều như vậy thôi. Cảm ơn tất cả các bác, cảm ơn tất cả mọi người. Chúc các bác một buổi tối tốt lành và chúc mừng Quỳnh Như nha. Đó.